Rồi, xin chào anh chị các bạn, trở lại với chuyên ông xe hơi. Hôm nay thì showroom nó cũng bày khá nhiều xe nên em quay cập nhật giá mới cho anh chị luôn, tầm vào khoảng cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Thì trong suốt tháng vừa rồi thì các đại lý Ford gần như ở miền Bắc là bán đồng giá về mặt khuyến mại, tức là toàn bộ giảm giá là sẽ giống nhau. Ví dụ như là mẫu Ranger XLT này thì đa phần bây giờ ấy, chúng ta sẽ giảm là 30 triệu tiền mặt, 707 triệu giá niêm yết thì bớt vào khoảng 30 triệu tiền mặt là gọi là tương đương với cái chi phí ra biển. Đấy, thuế này mất khoảng tầm 21 triệu cho năm nay khi mà đang được giảm 50% đăng ký đăng kiểm bảo hiểm vào đó thì cũng khoảng xấp xỉ 30 triệu, tức là giá lăn bánh sẽ tầm ở bằng giá niêm yết. Các bác mua thùng như cái xe màu trắng này thì tùy vào từng loại thùng và chất lượng thùng thì mình có thể chọn lựa cái phụ kiện giá hợp lý. Ngoài ra thì cái phiên bản cao cấp như Hytrac 979 giá niêm yết thì cái mức giảm sẽ là 75 triệu đồng. Đấy, một số dòng như là Everest hay là Transit thì em sẽ cập nhật luôn. Everest thì bán chạy hai bản là Titanium một cầu và Titanium hai cầu, thì bản một cầu hiện nay là khuyến mại 70 triệu, bản hai cầu thì sẽ là 75 triệu. Territory thì cũng là một mẫu bán khá là chạy nhưng ở trong showroom phía trong thì hiện nay có hai bản Titanium là bản X, bản cao cấp nhất là 954 thì là giá khuyến mại là 75 triệu đồng. Bản Titanium thường thiếu cốp điện sạc không dây. Đấy, thì 909 thì các bác được giảm là 85 triệu, tức là cao hơn khoảng 10 triệu. Transit thì thật ra từ đầu năm giờ lượng xe Transit đã khá là ít. Giá bán thì đa phần là bây giờ các bác tạo phụ kiện giảm chút vào tiền mặt thôi, 845 triệu. Đó, đây là con Everest Sport nhé. Bản này thì bên em cũng đã lên đồ chơi rồi, khá nhiều rồi. Đó, bây giờ vì xe nào cũng giá mới, xe mới thì đồng giá về khuyến mại hết rồi, mua ở đâu cũng khuyến mại như vậy. Chủ yếu các bác thích bên nào phục vụ như nào hoặc là tiện lợi về cái vị trí địa lý, đâu gần thì mình lấy, đúng không ạ? Các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn có thể liên hệ qua bên em. Ngoài ra thì em vẫn bán đầy đủ cả xe cũ, xe mới nhé, đầy đủ các hãng. Mình có thể truy cập vào kênh đấy, xem những cái video còn lại để biết thêm cái giá xe lăn bánh xe mới ở thời điểm này. Xe cũ thì em sẽ quay, nếu mà có tiện thì em sẽ quay. Còn đa phần các bác cứ liên hệ trực tiếp giúp em. Hiện nay thì cũng là cuối năm rồi, gọi là vào vụ rồi, xe ra xe vào sẽ liên tục. Đó. Lãi suất trả góp hiện nay thì cũng tương đối là mềm rồi. Mình có tính trung bình vào khoảng 1.15. Tùy vào cái điều kiện hồ sơ tài chính, lương chuyển khoản tốt này. Vợ chồng hai vợ chồng thu nhập cao thì chúng ta có thể lựa chọn các ngân hàng Hàn Quốc như là Uri hoặc Shihan, và có nhiều cái lựa chọn về lãi suất. Còn nếu mà mình làm tự do hay là hơi khó chứng minh tài chính thì có thể lựa chọn như là VIB, VPBank hoặc là TPBank. Xe cũ thì các bác sẽ đa phần là vay thương mại cổ phần, ví dụ như là Tiên Phong Bank. Hiện nay thì em thấy là cái lãi suất cho vay họ cũng bắt đầu mở lại với xe cũ khá nhiều rồi, tốt. Nên các bác thì có nhu cầu như nào phải trực tiếp liên hệ qua bên em nhé, để được tư vấn thêm và báo giá thêm về cái xe mà mình đang có nhu cầu tìm mua. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo.